Thưa quý vị và các bạn, tiếng Anh được coi là ngôn ngữ toàn cầu, là chìa khóa để mở ra nhiều cánh cửa, nhất là với các vận động viên thể thao. Bởi đây là những người thường xuyên tiếp xúc với các huấn luyện viên người nước ngoài và các cuộc thi tại các đấu trường ngoài nước. Việc giỏi tiếng Anh sẽ tạo cơ hội cho các vận động viên khi tham gia tập huấn ở các nước có nền thể thao phát triển trên thế giới hay mở rộng giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức kỹ năng từ các đợt thi đấu giao hữu. Xuất phát từ thực tế này, những lớp học tiếng Anh đã được mở, tạo điều kiện cho các vận động viên nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Hello, my name is Lee Chun Việt. I am the goalkeeper of Nam Định Football Club. This class is very good for me. Hello, my name is Hoàng Giang Nam. I am the goalkeeper of Nam Định Young Football Club. This class is very good for me. Ok, vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, và hôm nay thì tôi đang có mặt ở một lớp học rất là đặc biệt. Đó là lớp học tiếng Anh dành cho các vận động viên thể thao của Nam Định. Và bên cạnh tôi đây thì là hai gương mặt, có một người thì là rất quen mặt với tất cả các cổ động viên bóng đá, và có một cầu thủ thì là một tiềm năng, một sao mai của bóng đá Nam Định. Và bây giờ thì chúng ta có thể sẽ trao đổi với họ một chút để hiểu hơn là việc học ở lớp học do trung tâm Nativoy tổ chức thì có những cái điều thú vị như thế nào. Vâng, đầu tiên thì có thể xin hỏi anh Đinh Xuân Việt ạ, anh có thể chia sẻ một chút về cái cảm nhận của anh khi mà anh đến với lớp học này ạ? Thực ra khi có thông tin là câu lạc bộ cũng như Nativoy tổ chức cái lớp học này thì rất nhiều anh em cũng muốn học, tại vì thực ra cái môi trường vận động viên được tiếp xúc với ngoại ngữ rất là hạn chế, và cái đấy là cái thiệt của các vận động viên khi đi thi đấu cũng như là tập luyện, mà đây là một môi trường rất là tốt. Vậy thì đối với em, một cầu thủ trẻ và cũng biết đâu một ngày nào đó em lại ra nước ngoài thi đấu, thì em thấy là đối với em thì em cảm thấy lớp học như thế nào? Em rất thích lớp học. Em cũng ước mơ học tiếng Anh sau này để ra nước ngoài thi đấu. Khi có tiếng Anh thì em sẽ tự tin giao tiếp. Cảm ơn em về những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem những hoạt động tại lớp học này như thế nào nhé. Khi mà về cái chương trình xa hơn một chút là khi các cháu là trường đội tuyển quốc gia mà đi tham gia thi đấu ở những cái chương trình, những cái giải quốc tế, có những cái vốn tiếng Anh có sẵn mà do các thầy cô ở đây mà mở rộng chương trình đào tạo cho các cháu, cái này là cái điều rất là tốt. Sau khi mà các cháu nó học tập và rèn luyện ở đây một thời gian đấy, thì cái cảm nhận đầu tiên của tôi là các cháu là cái ý thức, là các cháu nó có cái tự ý thức thay đổi rất là nhiều. Đây cũng là một cái vốn tương lai khi các cháu nó đến cái tuổi mà lớn lên, đến một cái giai đoạn mà các cháu được giao tiếp, giao lưu, thi đấu ở bên nước ngoài, nó có một cái vốn tiếng Anh nhất định. Trước hết là giới thiệu về bản thân, giới thiệu bộ môn và cái giao tiếp cụ thể. Đấy là cái quan trọng nhất. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp người phụ trách lớp học để hiểu rõ hơn về lớp học đặc biệt này. Vâng, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu đôi chút về cơ cấu mà lớp học của mình đang duy trì là gì ạ? Về lớp học này thì lúc đầu là hướng đến là các anh trong câu lạc bộ bóng đá Nam Định. Sau đó thì vì cái tính hấp dẫn và có nhiều những cái nét mới cho nên là cũng thu hút được các bạn ở các bộ môn khác như là môn bơi, môn vật và môn boxing ở trong cùng thể thao tỉnh. Lớp học của mình thì một tuần là có 2 buổi đấy, và mình đã chia làm 2 nhóm đấy, một nhóm là phục vụ cho các anh em ở trong đội bóng đá và một nhóm còn lại là các bộ môn khác ở trong cùng thể thao tỉnh đấy. Thì bình thường là các bạn thì nếu mà có lịch thi đấu thì sẽ báo trước cho trung tâm sẽ sắp xếp đổi lịch học cũng như là học bù sau. Dạ vâng, xin rất cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi ạ. Và xin chúc lớp học của mình thì sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, và cũng góp sức cho những vận động viên của chúng ta thì có thêm những kỹ năng và những kiến thức để có thể hòa nhập với thể thao quốc tế ạ. Cảm ơn.
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, và qua những điều mà tôi tìm hiểu được ở lớp học đặc biệt này thì tôi thấy đây là một lớp học rất thú vị và có thể mang đến nhiều điều bổ ích khi các bạn vận động viên của chúng ta nếu có cơ hội được thi đấu ở nước ngoài thì có ngoại ngữ là một điều không thể thiếu và cực kỳ hữu ích.